Rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đúng tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, nổ lộc trúng lớn, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuổi già an nhàn sung sướng. Kính thưa quý cô bác anh chị, và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 thân mến, cho dù cô bác là ai, cô bác đang ở đâu, và đang trải qua những cảm xúc nào, có thể là niềm vui, nỗi buồn hay những giọt nước mắt hạnh phúc, có thể cô bác đang cảm thấy chán nản, bế tắc hay đầy nhiệt huyết, thì xin cô bác hãy kiên trì thêm một chút nữa thôi. Cả đời cô bác đã nỗ lực, đã chiến đấu để từng ngày vượt qua thử thách mưu sinh. Thời gian trước, cô bác phải vất vả bao nhiêu vì vận hạn cuốn quanh, nhưng cô bác hãy nhớ rằng nó sắp kết thúc rồi. Cô bác đừng bao giờ bỏ cuộc trước vạch đích nhé, mà hãy giữ vững niềm tin vào bản thân mình, cũng như hiểu rằng phúc phần mà cô bác có được trong ngần ấy năm cuộc đời sẽ trở lại để cứu vớt cho cô bác một cuộc sống hậu vận đầm ấm. Như ước nguyện vào tháng 11 âm lịch tới đây sẽ là thời gian đầy biến động để chuyển mình của cô bác sẽ gặp được những cơ hội tốt cho cuộc sống của mình, đánh dấu bước chuyển sang cuộc sống hậu vận ấm no và hạnh phúc. Cô bác vì thế hãy cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm cuộc sống của mình trong tháng 11 âm lịch này thông qua lá số tử vi dưới đây nhé. Đầu tiên, tổng quan tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Kính thưa quý cô bác anh chị, những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hay còn gọi là đạo diện chi trư lợn, trong tu diện ngũ hành quý mệnh bình địa mộc, tức cây trên đất bằng, tướng con heo, tướng tinh con gấu, nam cung khôn thổ tây tứ mệnh, nữ cung khảm thủy đông tứ mệnh, Phật ban phúc Phật Thích Ca, Phật ban trí, Phật Di Lặc, Phật bảo hộ, A Di Đà Như Lai. Đón xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa cây trên đất bằng, đông xuân cũng thuận ai bằng, hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn. Số này có nặng vào thân, gian truân lắm độ phong trần, lắm khi tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về dẫn cuối làm ra có tiền, vợ chồng trắc trở nhiều phen. Nếu không thì cũng lòng vòng đôi ba, Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương xót liền, số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Cô bác Kỷ Hợi thân mến, trong năm 2024 sẽ có những thời điểm cô bác gặp vận hạn xấu là đó, nhưng cũng có những thời điểm gặp được cục diện cát lành, nhiều tin vui đưa tới quan trọng. Khi đó quý mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện những dự tính của mình. Vào thời gian này, vận khí tốt sẽ khiến mưu cầu như ý. Trong tháng 11 năm 2024 âm lịch tới đây, cô bác Kỷ Hợi gặp được cục diện tam hội thái tuế. Đây là cục diện cát lành, sẽ mang lại nhiều may mắn cho quý mệnh, để vận may được nhiều hơn nữa thì quý cô bác Kỷ Hợi đừng quên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy là dòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp chiêu quý nhân tài lộc, đem về nhiều may mắn tiền tài cho cô bác. Vật phẩm đã được khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo năm sinh của cô bác để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Kỷ Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, người tuổi này hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của người tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ,
mà đơn giản, thì tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù cho họ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết, và trong mắt của mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi này. Kỷ Hợi là người luôn sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Kỷ Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chính điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác cố tình gây sự, họ cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhưng nhịn nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy. Tuổi Kỷ Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ. Dù lợi cho bản thân, những người này dễ đặt niềm tin vào người khác. Điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng sự thật thà, chân thành. Điều này đã giúp Kỷ Hợi xây được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Chính vì thế họ đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè bình thường. Tuổi Kỷ Hợi là những người không thích tranh chấp, đối phó với người khác. Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng đi qua, và tuổi này sẽ không thù hận, để bụng bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Kỷ Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Kỷ Hợi, dù là nam hay nữ, đều không có khái niệm, nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư, thoải mái làm những điều mình thích, mà không cần đắn đo suy nghĩ. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, mà có trái tim nhân hậu. Họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Kỷ Hợi chắc chắn sẽ là mẫu người lý tưởng và rất đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, Kỷ Hợi nữ mạng sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia đình được sung sướng đầy đủ. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan. Họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm. Bởi thực chất, Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán. Họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi Kỷ Hợi lại khác. Họ luôn trắng tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp cho những người này vượt qua khó khăn. Tuổi Kỷ Hợi có khá nhiều hay đẹp. Trên bước đường công danh và sự nghiệp, về vấn đề tình duyên cũng gặp nhiều thuận lợi. Tiền vận có một vài đau khổ, trung vận và hậu vận mới được an nhàn, sung sướng. Tuổi Kỷ Hợi có tuổi thọ trung bình, từ 67 đến 75 tuổi. Những người hay làm việc thiện thì có thể được tăng tuổi thọ, còn những người ăn ở gian ác thì có thể bị giảm tuổi thọ. Phần lớn đàn ông tuổi Kỷ Hợi tính tình thẳng thắn, cương trực, thường tự tay gây dựng sự nghiệp, mà ít có sự hỗ trợ hay là giúp đỡ từ người khác, thường là phải xây dựng và lập gia đình ở xa mới ổn định. Tuổi nhỏ họ phải trải qua tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhờ ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, cho nên có thể tai qua nạn khỏi. Hầu hết phụ nữ Kỷ Hợi là người hiền lành, sống có tâm, thích giúp đỡ người khác. Tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn, lận đận, từ gần 40 tuổi mới ổn định về sự nghiệp. Bạn nên ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức để được hạnh phúc dài lâu. Tiếp theo là về tổng quan vận trình tuổi Kỷ Hợi. Sinh năm 1959, tháng 11 năm 2024, âm lịch như sau. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục. Trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh.
sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Trong tháng này, Kỷ Hợi sinh năm 1959, cần chú ý đến lời ăn, tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với đối tác, khách hàng cần khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt nhé, mà ảnh hưởng đến công việc. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, thì tuổi Kỷ Hợi, công việc của quý mệnh tiến triển đều, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với những khách hàng, đối tác mới, mở mang công việc, tài lộc ở mức khá, các nguồn thu nhập khá dồi dào, việc chi tiêu không quá ngặt nghèo. Tháng này gia đạo bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Kỷ Hợi, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở lo nghĩ của quý mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi. Thời gian này, người tuổi Kỷ Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy là linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, cho nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả trong tháng 11 này đó. Và tiếp theo chương trình là phần luận giải tử vi tuổi Kỷ Hợi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Xin mời quý cô bác anh chị theo dõi chi tiết. Về phương diện sự nghiệp, với những người vẫn đang đi làm trong tháng thì được quý nhân trợ giúp, cho nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của quý tín chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm nay. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Hợi trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết khi mọi thứ đều đi theo kế hoạch đã định sẵn. Tài lộc vượng phát, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư hoặc làm ăn kinh doanh thì lúc này có lợi. Có những khoản đầu tư khá hứa hẹn, chỉ cần bạn dành thời gian tìm hiểu và ra quyết định vào thời điểm phù hợp là được. Tuy nhiên, trong tháng có sự xuất hiện của dòng thần như lời nhắc nhở quý mệnh, vì thế mặc dù tài lộc có dư dôi nhưng vẫn cần chú ý có kẻ tiểu nhân gây chuyện, phá công việc của bạn. Các gia chủ Kỷ Hợi trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng dòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng với sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Khi đem theo vật phẩm này bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được thầy gia các trực tiếp khai quang, trì trú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Xét về phương diện tình duyên, tình cảm vợ chồng gia đạo cũng không được suôn sẻ, có những mâu thuẫn từ chính hai người, cho nên tìm cách tháo gỡ nếu không muốn tình hình ngày càng tệ hơn bạn nhé. Nếu hai vợ chồng thường xuyên trách cứ nhau thì thường xuất phát từ sự thiếu thấu hiểu, quan sát, lắng nghe nhau. Ai cũng muốn được đối phương quan tâm, nhưng xem ra cách người kia thể hiện không thực sự phù hợp hoặc như ý bạn muốn. Mối quan hệ của người thân trong gia đình thì không thực sự tốt đẹp như vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, nếu bạn đủ bao dung, tha thứ cho những người ngồi lê đôi mách chuyện của bạn thì mọi việc sẽ không vì bé mà xé ra to. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng, quý mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Bạn lúc này cần thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào.
Sau đây là tử vi từng tuần tuổi Kỷ Hợi, tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1. Tuổi Kỷ Hợi là con giáp may mắn tuần này, nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi bất ngờ. Công việc được quý nhân phù trợ, nên bạn chạm tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn có không ít thử thách, nhưng bạn vẫn rất tự tin, mạnh mẽ, nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực. Tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có những điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tối đa tốt nhất, nên nhận được những khoản lương hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Có thể thấy rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh luôn tập trung công việc của mình, nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao. Những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể nào khiến cho bạn nao núng. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến có thể xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Thìn, Mão, tiểu nhân: Tỵ, Thân. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số phát tài: 29, 53, 62. Tử vi tuần 2. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có những khoảng thăng trầm trong tuần này, tuy nhiên chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào có thể vượt qua. Đầu tuần đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt, đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm một khoản kha khá, nhưng sau đó bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh tạm thời, chưa thể thu về lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh càng giảm sút về cuối tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỷ lệ thành công không cao, nếu thất bại kéo theo hàng loạt những hệ lụy như phá tài, quan hệ xã giao đi xuống. Khi ký kết hợp đồng hay những giấy tờ, văn bản quan trọng, bạn cần rà soát kỹ các số liệu, điều khoản tránh phạm sai sót ngớ ngẩn, gây thiệt hại. Về tiền bạc, người kinh doanh làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng nề bởi hung tinh thiên ách, đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Vậy nên, khi hợp tác với những người tuổi Tỵ hoặc Tuất, bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng bạn đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Dần, Mùi, tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số phát tài: 62, 96, 50. Tử vi tuần 3. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi nhận được khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến thành cái gai trong mắt của người khác. Bước vào tuần mới, vận khí người tuổi Kỷ Hợi có sự thăng cấp rõ ràng, vận trình tình cảm lý tưởng. Nhờ thiên quý các tinh che chở, bản mệnh có cơ hội đi công tác xa, tinh thần thoải mái hơn thế, có thể gặp được đối tượng ưng ý. Phương diện tài chính, đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần, bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc, danh tiếng thì bạn cũng sẽ phải dịch chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Vận quý nhân đang dượng, bản mệnh chủ động mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đi ăn uống, dự tiệc để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, song song với điều đó,
bạn cũng nên đề cao cảnh giác, kẻo dễ dãi quá lại bị kẻ xấu lừa gạt, đó có thể là người tuổi Tý hoặc Sửu. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Mão, Mùi. Tiểu nhân: Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số phát tài: 26, 84, 18. Tử vi tuần 4. Trong tuần này, bản mệnh tuổi Kỷ Hợi đón vận trình tươi mới, nhiều bất ngờ sẽ tới. Vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió, nhờ hai cát tinh thiên quý và thiên phúc đồng lực trợ giúp. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần này. Nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực làm việc, nay có cơ hội thể hiện tài năng, ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, tiệc thương gia nào đó. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Công việc của tuổi Kỷ Hợi trên đà thuận buồm xuôi gió, một mặt vận quý nhân dượng, mặt khác bạn đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, đã tới lúc ngồi để hưởng thụ thành quả. Người kinh doanh, buôn bán, đắt hàng từ khoảng giữa đến cuối tuần, đây là cơ hội tốt để bạn tung ra thị trường. Sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo mới, tài chính luôn ở mức bình ổn, thu chi cân đối, bản mệnh bỏ túi không ít tiền bạc. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân dượng, bạn có thể ký kết được hợp đồng lớn, được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý, đề phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ gây chuyện thị phi. Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Hợi ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là và sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Tuất, Mùi. Tiểu nhân: Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số phát tài: 18, 65, 09. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Kỷ Hợi sinh năm 19559 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025. Đầu tiên là nam mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là trung tinh, mang cả tính tốt và tính xấu. Năm có sao này chiếu thì tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thuận lợi, trong nhà có chuyện vui mừng. Tuy nhiên, sau này chỉ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Riêng với hạn này, có ốm đau mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Kỷ Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Quá giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen,
màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, vĩ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Hợi nữ mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời này có người thích bạn, cũng chẳng thiếu người không thích, đó là điều rất bình thường, cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể như mình mong muốn, bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống, đây mới là thái độ sống tốt nhất, đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm tin của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn, tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng, dạng sự tùy duyên, bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó,
bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngoài trở cảnh chính là cái bóng soi nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài. Khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quan. Khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng chỉ thấy sự ích kỷ. Có khi lòng ta khoan dung độ lượng mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng. Hiểu được chữ buông của Đạo Phật sẽ giúp ta tránh phí hoài một đời vô nghĩa. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.